24 hours breaking news. Kính thưa quý vị, theo thông tin mới được phát đi từ Văn phòng Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang thụ lý điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện Thành phố Thủ Đức. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ sản xuất Nguyễn Tâm và các đơn vị liên quan theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 57/QĐ-CSKTP-10 ngày 14 tháng 10 năm 2021. Kết quả điều tra xác định, hai đối tượng Nguyễn Minh Quân và Nguyễn Văn Lợi đã thông đồng, câu kết thực hiện hành vi trái quy định của luật đấu thầu trong việc mua sắm vật tư trang thiết bị y tế tại Bệnh viện Thành phố Thủ Đức, gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản nhà nước. Ngày 16 tháng 11 năm 2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can. Lệnh khám xét và lệnh bắt bị can để tạm giam về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 222 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, đối với Nguyễn Minh Quân và Nguyễn Văn Lợi. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định và lệnh đúng quy định pháp luật. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của các bị can, mở rộng vụ án, triệt để thu hồi tài sản cho nhà nước và người bệnh. Ông Nguyễn Minh Quân sinh năm 1973, được bổ nhiệm làm giám đốc Bệnh viện quận Thủ Đức, nay là Bệnh viện Thành phố Thủ Đức từ năm 2007 khi mới 34 tuổi. Ông Quân được đánh giá là người có đóng góp lớn trong việc đưa Bệnh viện Thành phố Thủ Đức trở thành một hiện tượng của ngành y tế. Chỉ sau 2 năm làm giám đốc, bệnh viện được nâng cấp từ hạng 3 lên hạng 2. 6 năm sau, vào năm 2015, bệnh viện trở thành đơn vị tuyến quận huyện duy nhất cả nước được xếp hạng 1. Lúc bấy giờ, bệnh viện được xếp vào nhóm 10 bệnh viện hàng đầu của Thành phố Hồ Chí Minh về chất lượng điều trị, bệnh viện quận mổ tim hở đầu tiên cả nước. Năm 2019, Bệnh viện Thành phố Thủ Đức tiếp tục trở thành bệnh viện quận đầu tiên cả nước được giao nhiệm vụ chỉ đạo tuyến. Ngoài nhiệm vụ chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Thành phố Thủ Đức còn được Bộ Y tế cho phép thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn đối với người hành nghề tại cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phố khu vực Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ và miền Trung Tây Nguyên. Trước đó, ngày 4 tháng 11, Cơ quan An ninh Điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường để điều tra về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 360 Bộ Luật Hình sự. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới quý vị những diễn biến tiếp theo của vụ án cũng như những thông tin an ninh trật tự mới nhất trên kênh Tin Nóng 24 giờ. Quý vị vui lòng nhấn vào nút đăng ký kênh để cập nhật những bản tin tiếp theo của chúng tôi. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại! 24 hours breaking news.